Chào mọi phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi sáng chủ nhật chúng ta vẫn có chương trình vô đề tức là đề tài vẫn được mở rộng chúng ta có thể thảo luận những đề tài khác nhau thay vì là chúng ta phải theo đuổi những cái thời sự trong tuần và trước khi đi vào phần đề tài của ngày hôm nay thì phong vẫn nhắc lại bên channel của Phượng Mai Official đã có những cái cuộc phỏng vấn và tuần này đặc biệt chúng tôi sẽ có hai cuộc phỏng vấn quý vị nào quan tâm về vấn đề giáo dục thì quý vị có thể qua Phượng Mai Official channel ở đây để mà xem thì à, quý vị à, trong tuần này chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với hai người thứ nhất là luật sư Nguyễn Quốc Lân là chủ tịch hội đồng quản trị của học khu Garden Grove về à, giáo dục à, và kể cả cái ngành giáo dục ở tại à, Quận Cam nói riêng và ở Hoa Kỳ nói chung và thứ hai là một trong những viên ngọc rất quý của ngành hát bộ hay còn ngộ gọi là ngành hát bội việt nam à, nữ nghệ sĩ ngọc khanh để à, chỉ có thể tâm tình về ngành hát bộ một bộ môn được xem là cổ truyền của dân tộc việt nam hy vọng quý vị sẽ qua đó xem trong tuần này để biết được những cái thông tin mà quý vị cần biết cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần như thường lệ là chúng ta vẫn tiếp tục đọc những cái comment của quý vị và những cái đề tài mà quý vị quan tâm rồi anh phong cho em hỏi nếu anh hùng cao đắc cử thì sẽ có những dự luật gì để chế tài cộng sản việt nam cho tới giờ phút này thì tôi hy vọng đã trước tiên mà mình đợi anh thắng cử đã và khi thắng cử xong và đảng cộng hòa lấy lại được cái quyền đa số ở Hạ viện thì tôi chắc chắn là anh Hùng Cao sẽ được bổ nhiệm vào trong những cái quỹ ban của Hạ viện. Tôi hy vọng anh sẽ được bổ nhiệm vào quỹ ban tài chánh. Bởi vì quỹ ban tài chánh là cái nơi mà có thể đưa ra biện pháp chế tài. Còn nếu đưa ảnh vào quỹ ban nhân quyền thì chỉ có đọc những cái bản báo cáo nhân quyền thôi. Họ không có thẩm quyền chế tài. Nhưng mà quỹ ban tài chánh và quỹ ban thương mại thì có có cái biện pháp chế tài đối với Cộng sản Việt Nam khi mà họ vi phạm nhân quyền nha. Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ Phật giáo tối cao của nhánh Mật tông Tây Tạng hay toàn thể Phật giáo hiện nay và Phong. Nọ Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là lãnh đạo của chính phủ lưu vong Tây Tạng và người ngài là người đứng đầu của cái cái phái Mật tông của Tây Tạng chứ không phải là của cả thế giới nha mặc dù à, người ta vẫn xem ngài là một và lãnh đạo tôn giáo nhưng không có nghĩa là lãnh đạo số một của tôn giáo bởi vì à, đặc biệt là bên phía của Phật giáo thì lại có nhiều hệ phái khác nhau do đó thì à, Đức Đạt ra Đạt Ma trên nguyên tắc ngài đã về hưu rồi nhưng mà trước đây thì ngài vẫn xem là người đứng đầu và lãnh đạo tinh thần của à, chính phủ là Tây Tạng lưu vong nha rồi à, tiếp tục vào wow, Một channel như Phượng Mai Official con xem được video lịch sử dân tộc của bác Phạm Trần Anh rồi. Mong chú ra nhiều video hơn nữa để về lịch sử. À, tôi có nói chuyện với anh Phạm Trần Anh thì hy vọng chúng ta sẽ có chương trình mỗi tuần để anh nói về những cái tìm hiểu về lịch sử của anh cho quý vị nghe. À, tuy nhiên trong tuần này thì anh Phạm Trần Anh sẽ bay qua bên Houston. Cho nên tuần này thì chúng ta sẽ bị mix và đến ngày 1 tây thì ảnh mới về tới đây. Ngày 1 tây anh về tới đây thì tôi lại ở bên Houston cho nên là đang sắp xếp lại cho anh phạm trần anh sẽ có những cái chương trình hàng tuần cho quý vị để quý vị có được thêm những cái ý kiến à, hiểu biết thêm về một số những cái à, tìm hiểu lịch sử của anh phạm trần anh từ những cái mà xưa nay chúng ta nghĩ nó là huyền sử chưa chắc nó là huyền sử và từ những cái à, điểm chi tiết ở trong những cái à, à, dấu tích lịch sử của dân tộc việt nam thì à, có rất là nhiều thì anh phạm trần anh là một trong những người nghiên cứu rất kỹ về những cái này và ảnh đã bỏ cái thời gian thời gian mà ở tù cộng sản thì ảnh đã à, có nghiên cứu và cho tới khi ra tới hải ngoại thì ảnh vẫn tiếp tục à, đi vào nghiên cứu về lịch sử nha rồi tiếp tục cho con à, suy nghĩ giáo hội phật giáo việt nam thống nhất ngày xưa và giáo hội quốc danh ngày nay thật sự quý vị ngày xưa chúng ta có viện hóa đạo là nơi được xem là cái trụ sở của giáo hội việt nam thống nhất ngày xưa tuy nói là giáo hội việt nam thống nhất nhưng ngày xưa thì họ vẫn hoạt động theo tinh thần gọi là à, độc lập nhiều hơn thì quý vị coi cái bài à, phân tích của tôi ngày hôm nay về việc của trần ngọc thảo tức là thích nhật từ đó thì tôi có cái bài phân tích trong chương trình đặc biệt sáng ngày hôm nay tôi có đưa lên đó thì quý vị sẽ hiểu rõ về cái tinh thần của phật giáo thứ nhất là à, tôi muốn cho bên ngoài phải thấy rõ cái tinh thần phật giáo không phải qua cái, cái hình ảnh của trần ngọc thảo thích nhật từ và thứ hai là tôi có phân tích cho quý vị nghe rõ là bởi vì bên giáo hội công giáo họ có một cái hệ thống đã hai năm còn phật giáo thì chúng ta thì à, hoạt động à, cả ngàn năm nay vẫn là độc lập thì à, mới có khoảng độ trăm năm trở lại đây thì chúng ta cố gắng thúc đẩy một cái hệ thống nhưng mà tôi nghĩ rằng khó lắm bởi vì cái tinh thần của phật giáo vẫn là cái tinh thần à, à, gọi là tu tu thân và và độc lập do đó thì à, tôi nghĩ rằng là cái sự khác biệt là cái sự tôn trọng cái à, quyền tu hành của mỗi người. Giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam lập ra gọi là giáo hội quốc doanh đó là nó áp đặt tất cả mọi người phải nằm dưới cái dù của Đảng Cộng sản nha. Rồi tiếp tục. Wow, à lướt qua vợ ok à, à. Anh có thể mời sử dạy vào anh Thường thì tôi đang sắp xếp với anh Phạm Trần Anh tại vì tuần này thì ảnh sẽ ảnh sẽ bay qua Houston để dự cái buổi à, à, gặp mặt của anh em văn bút thì một tây tháng 8 anh mới trở lại đây và khi anh trai đây thì tôi lại bên Houston do đó thì chúng tôi đang sắp xếp để anh Phạm Trần Anh mỗi một tuần có một câu chuyện lịch sử và từ câu chuyện lịch sử đó thì có những cái thì tôi có thể giúp anh Phạm Trần Anh bằng cách là tôi có một nhân viên à, họ vẽ về truy đi thì có thể minh họa vẽ minh họa lại những cái câu chuyện của anh để cho quý vị hiểu rõ hơn nha rồi tiếp tục <laughs> Theo hiệp định Geneva năm 1956, Việt Nam sẽ tiến hành công cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tại sao cuộc tổng tuyển cử không xảy ra về anh? Bởi vì Hồ Chí Minh vẫn cương quyết dập tắt và cản trở tất cả những cái uh, những cái uh, những cái, uh, những cái uh, hoạt động của các đảng phái khác. Do đó, thì ở miền Nam chúng tôi vẫn tổ chức cuộc tổng tuyển cử và người thắng cử là uh, uh, Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông đã lập ra cái việc đệ nhất cộng hòa nên đệ nhất cộng hòa. Thì lúc đó quý vị à, chúng ta đã đồng ý sau năm 1956 loại cộng sản ra khỏi miền Nam. Thì đó là chúng ta vẫn có cuộc tổng tuyển cử ngoài Bắc, cộng cộng sản đâu có cho tổ chức tổng tuyển cử đâu. Chỉ có trong miền Nam mới được tổ chức tổng tuyển cử mà thôi. Nha. Rồi tiếp tục à, <laughs> chú đã nhận được hai quyển sách con gửi qua email chú chưa? À lát nữa chú ra ngoài đó thì chú xem là chú 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 con biết nha. À, hình như chú có thấy cái bìa thì phải. Chúng có thấy hai cái bìa sách rồi đó nha. <laughs> theo như chú nói rất hay đánh vào điều luật 331 chừng nào cộng sản hủy bỏ điều luật đó dân Việt Nam mới vừa lòng. Thì quý vị, chúng ta cứ làm hết sức của mình đi. Còn mọi việc thì để cho nó à, nó 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 xuôi theo tự nhiên và chúng ta sẽ thấy được rằng là cái cộng đồng quốc tế thật sự họ đạo đức giả hay là họ thật sự quan tâm cho vấn đề nhân quyền hay chỉ áp dụng vấn đề nhân quyền với những nước mà họ muốn với những chế độ mà họ muốn thay đổi thôi. Thì lần này chúng ta cứ làm hết sức của mình. Rồi sau đó thì cứ the giống như người, à, ông bà chúng ta từng nói là tận nhân lực tri thiên mạng mà. Nha. người Việt tại Mỹ có tẩy xe xe về điện Vinh Phát của anh Phong. Thứ nhất là chúng tôi cũng chả biết chiếc xe đó mặt mũi ra sao để mà tẩy chay cả. Và thứ hai không ai khùng mà bỏ mấy chục ngàn đô la đi mua một chiếc xe mà không có an tâm. Trong khi đó quý vị, chúng tôi ở đây á, <laughs> nếu mà quý vị muốn mua xe rẻ đó, thì hãng xe Mỹ và hãng Nissan có những cái xe rất là rẻ, rất là đẹp và chạy rất là bền. Còn nếu quý vị muốn mà những cái xe mà luxury quan trọng, à, sang trọng đó, thì chúng tôi có nhiều lắm. Ở Mỹ này chúng tôi có hàng trăm cái hãng xe là ở các quốc gia trên thế giới rồi. Ngay cả xe của Trung Quốc còn chưa có cửa cạnh tranh trong thị trường Hoa Kỳ. Thì đừng có nói tới xe VinFast. Trung Quốc đã có xe điện ở Trung Quốc rồi đó, có mấy hãng sản xuất xe điện rồi đó. Mà còn chưa có cửa để mà à, phát triển ở Hoa Kỳ, chứ đừng có nói tới xe của VinFast nữa nha. Rồi. <laughs> wow. À. Con cũng mong có nhiều video lịch sử dân tộc Việt mình lắm chú. Dạ, yeah. tại vì à, tôi đang trong nỗ lực này. Thì à, có những cái mình cho nghệ sĩ diễn được để cho quý vị hiểu. Nhưng có những cái có lẽ mình phải dùng tới hình ảnh à, của 3D để mà, mà để mà vẽ lại cho quý vị hiểu à, những cái đặc biệt là có những cái khúc mà khúc quanh lịch sử mà chúng ta cần có những cái à, sự diễn giải bằng 3D nó dễ hiểu nó dễ hiểu hơn nha. <laughs> Rồi tiếp tục wow lướt qua à, các bạn vừa ra xuống một cái nó đẩy lên tôi không có kịp đọc luôn quý vị. Rồi. Nếu Trung Quốc tấn công Belarus thì đều năm NATO có kích hoạt được không anh? Chắc chắn. Tại vì trong cái uh, quy ước của NATO là bất kỳ một quốc gia thành viên nào bị tấn công thì tất cả những quốc gia còn lại sẽ phải đứng chung để mà bảo vệ và uh, đánh trả trở lại nha. Đó là cái uh, quy tắc của liên minh NATO. À con ở Việt Nam có thể mua được sách của chú Phạm Trần Anh không chú? Chú cũng không biết luôn chú tham phạm Trần Anh có một số sách đã được bán trên Amazon nhưng mà cái khổ một cái là khi gửi vô tới à, tới nơi đó thì không biết nhất là khi mà qua cái hệ thống bưu điện của cộng sản Việt Nam đó nó giám sát mà nó thấy sách báo á là nó kiểm soát liền thì chú cũng không biết được nha tại vì chú không ở trong Việt Nam chú không biết gửi ở các, bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng được à, mà riêng Việt Nam thì chú không biết rồi <laughs> hai đường link chú gửi cho mấy cháu học online con thấy đăng ký họ chỉ ưu tiên cho người dân Mỹ thôi thì à, ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với luật sư Nguyễn Quốc Lân và cái cuộc phỏng vấn đó tôi sẽ bỏ lên trên cái à, chương trình của Phượng Mai để anh nói rõ thêm chi tiết về những cái à, học online miễn phí nha Rồi Tiếc là Phật giáo không có lãnh đạo tinh thần như Công giáo và Hồi giáo bởi vì chúng tôi khác Phật giáo là bắt nguồn từ ngay cả Đấng Thích Ca cũng là tự nguyện tu theo cái tinh thần của mình và sau này thì cái hệ phái Phật giáo đó thì mặc dù có một số hệ phái khác nhau nhưng mà họ vẫn đi theo cái khuynh hướng độc lập tự tức là họ không có muốn lệ thuộc ai và họ cũng không muốn tổ chức thành một cái hệ thống chính vì vậy mà suốt cả mấy ngàn năm qua chúng ta vẫn hoạt động theo cái tinh thần độc lập mà tôi thì tôi nghĩ rằng hoạt động theo cái tinh thần này nó mang tính chất nhân bản hơn, nó không có nhiều áp đặt, ai tự tu, ai muốn tu cũng được hết và không có bị trừng phạt. thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi cho rằng là cái nét điểm son của bên Phật giáo, cái điểm son của bên Phật giáo là à, nó không có khó khăn áp đặt những cái quy tắc khó khăn. mặc dù trong Phật giáo cũng có một số những quy tắc về Phật giáo, nhưng mà nó ít nhất là nó hoạt động độc lập và mỗi người chọn một cái hướng tu hay là tu tập theo cái khả năng của mình và theo cái ý muốn của mình rồi à ok sau 75 Việt Nam có một ngày hay một ngày nữa là ngày đi tu đánh phòng bên Mỹ cũng vậy tôi vẫn thường nói giỡn với lại bạn bè tôi tại vì bên Mỹ có nhiều người thật sự không tu họ xem tu tập giống như một cái nghề kinh doanh họ xây chùa thật là to thật là lớn để rồi mỗi một năm họ quyên tiền của ba tánh thiên hạ. Thì ở bên Mỹ này nghề đi tu cũng có không khác gì Việt Nam đâu. Nha. Yeah. Rồi à. Nếu ngày xưa hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây thuộc về Việt Nam thì có lẽ lịch sử Việt Nam có những câu chuyện bất hủ cho tới ngày hôm nay. Thật sự quý vị, đó là cái vận mạng của dân tộc. Tuy nhiên, giống như tôi đã từng nói với quý vị, bản đồ thế giới nó sẽ không nằm cố định một chỗ. Nó sẽ còn thay đổi liên tục và chưa biết được Bây giờ thì chúng ta thấy là nó thuộc về phía của à, Trung Quốc, họ chiếm lĩnh. Nhưng ai biết được những cái thời gian kế tiếp nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là một cái vùng đất độc lập, nói bằng tiếng Quảng Đông, tức là tiếng Cantonese. Hay nó vẫn sẽ xác nhập vào lãnh thổ của Việt Nam để trả lại cho lãnh thổ Việt Nam. Hay là nó tiếp tục à, trở thành cái lãnh thổ của Trung Quốc, chúng ta cũng không biết được. Tạm thời bản đồ thế giới là như vậy như giống giống như tôi nói cục diện thế giới luôn thay đổi bản đồ luôn thay đổi nha rồi <laughs> chùa bên Mỹ liên quan gì với Phật giáo Việt Nam ra sao cho cộng đồng mạng biết mà tu tập thứ nhất là bên đây họ tu theo cái lối gọi là độc lập và vì vậy có một số những vị à, sư lớn tuổi ở đây họ e ngại rằng là sẽ không có người quản trị sau khi họ đi bởi vì người bên Mỹ thì họ bận rộn trong công việc ít người đi tu hơn do đó họ có khuynh hướng lại chọn một số à, sư trẻ từ Việt Nam qua. Mà đa số sư trẻ từ Việt Nam qua tôi nói với quý vị 90%, 99% đều dính líu tới cái đảng Cộng sản hết. Không ít thì nhiều. Do đó tôi không tin những sư trẻ ở Việt Nam qua Mỹ. Và đây chính là một trong những cái điều mà tôi cha tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần. Và có những người nghệ sĩ đã tiếp tay cho những tên sư trẻ này. Chuyên môn đi tổ chức gây quỷ khắp nơi. Thì quý vị Một cái nhà bếp cũng gây quỷ Một cái máy ngói cũng gây quỷ Tức là họ mượn đủ danh nghĩa để gây quỷ Do đó quý vị rất cẩn thận Khi mà quý vị nghe gây quỷ Trừ khi những cái chùa đó Là quý vị biết lâu năm rồi Đã xuất hiện ở cộng đồng mấy chục năm nay rồi Nó bị hư hao, nó bị gì đó Thì tôi đồng ý Cần sửa chữa còn mà để xây thêm một số mà hai một hai cái chùa mới ban đầu chỉ là một cái nhà rồi cái nguyên tiền nó biến thành cái chùa Chùa nhỏ rồi từ cái chùa nhỏ mua thêm đất đai xung quanh để làm cái chùa lớn Thì tôi không welcome chuyện này Do đó Quý vị ở Mỹ phải cẩn thận Mà nhất là những tay sư trẻ này nó khoái gian nghệ lắm Quý vị thấy không Mướn toàn ca sĩ vô ăn mặc hở hang trong chùa Chuyện này nó xảy ra mà Mấy năm nay rồi quý vị Rồi á Mướn những cái cây hài dung tục Vào chùa diễn những cái hài rất là dung tục Với Phật tử và các các nghệ sĩ lương họ đâu có rẻ quý vị dù là thầy chùa gây quỷ đi nữa thì á ít nhất lương nghệ sĩ cũng hai ba ngàn đô la tối thiểu cho một show rồi mà họ có khả năng mướn những nghệ sĩ nổi tiếng tức là có những nghệ sĩ phải trả tới bốn năm ngàn năm sáu ngàn cho một show thì quý vị biết là số tiền họ thu bao nhiêu để có thể trả được cho những nghệ sĩ này do đó quý vị cẩn thận nha yeah. Rồi cảm ơn à, tường Đinh ở London à, đóng góp 18 đồng euro mời anh Phong chị Mai Ly cà phê. Nhớ chương trình đi mang quá luôn ủng hộ Phương Mai Channel sẽ sản xuất thêm một số chương trình nữa và tôi đang sắp xếp. Tôi đang sắp xếp nhưng mà để xem cái cùng mà cái uh, chương trình đầu nó gây cái uh, nó gây được cái phản ứng như thế nào. Nếu tốt thì tôi sẽ đi theo hướng đó không tiết lộ nhưng mà chắc chắn rằng quý vị sẽ cảm thấy nó rất thích thú bởi vì những cái chương trình đó trong Việt Nam sẽ không dám làm nha rồi <laughs> à anh Phong Mỹ lấy cơ sở nào cho xe điện Minh Phát vay đến 4 tỷ để sản xuất xe Mỹ anh có được không thứ nhất là cái vị nghe tin của Việt Nam cái vị có việc tin thứ nhất là theo tôi biết thì ông um, Michael McCord tức là ông là chủ ông là thành viên của quỹ ban đối ngoại tại Hạ viện đã đệ trình một dự luật và trong đó ngăn cấm tất cả những cái ngân sách của chính quyền liên bang tài trợ cho việc sản xuất xe điện là không được phép cấp cho những quốc gia được xe không phải là nằm trong đồng minh của hoa kỳ tức là cái ngân sách đó chỉ dành cho các công ty xe của hoa kỳ và các công ty xe thuộc những quốc gia online tức là đồng minh của hoa kỳ trong đó đức nhật ý pháp luân anh vân vân họ sẽ được họ sẽ được cái tiền tài trợ để sản xuất xe điện và bình điện cùng với các xe hãng xe của Hoa Kỳ nhưng mà họ không có cho những cái cái, cái, cái hãng xe gọi là, gọi là không phải là đồng minh của Hoa Kỳ đó là điều thứ nhất điều thứ hai các ngân hàng mà họ cho vay thì điều kiện họ vẫn ở Mỹ này họ vẫn cho vay được như thường có điều là phải chứng minh cái khả năng của công ty đó trả nợ như thế nào Ngân hàng nó là tư nhân mà nó có quyền cho vay, nhưng mà chứng minh cái khả năng trả nợ như thế nào và lấy cái gì thế chấp để vay. Tại ngân hàng Mỹ không phải giống như là ở vô đó đó muốn vay thì vay, phải có đồ thế chấp. Nhất là những công ty ở ngoại quốc vào thì cái mức độ mà tiền thế chấp bảo chứng nó sẽ còn cao hơn nữa. Do đó, quý vị có có, có quyền tin báo chí cộng sản nó nổ gì nó nổ. Còn nếu muốn lên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ để mà là gọi là gọi là thị trường vốn đó, tức là bán cổ phiếu hay là ra IPO đó thì nó phải đáp ứng tất cả những điều kiện cần thiết. Và quý vị nên nhớ ở tại Quốc hội Hoa Kỳ đã có luật lệ đàng hoàng. Khi mà họ đã loại trừ rất nhiều những công ty của cộng sản Trung Quốc ra khỏi thị trường chứng khoán bởi vì có liên hệ tới chế độ cai trị. Thì Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam cũng vậy. À, tức là những công ty mà có sự nhúng vào của kẻ cai trị thì sẽ bị à, ngăn chặn không được phép vay vốn à, và không được phép lên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì quý vị, còn báo chí trong đó nó muốn nổ gì nó nổ, nó ăn tiền của Vinh Phát thì nó phải nổ cho Vinh Phát thôi nha. Rồi tiếp tục à Tôi tự hỏi sao những nhạc sĩ lại không sáng tác nhạc về Phật giáo trong khi đa số lại sáng tác nhạc về công giáo nghe rất hay. Nó no. Phật giáo có rất nhiều những bản nhạc rất hay Tại quý vị không tìm kiếm thôi Cứ cứ lên trên Youtube hay Google Đánh những cái bạn Đánh tên là nhạc Phật giáo Hay là à, nhạc về mái chùa Thì quý vị sẽ thấy một đống nhạc trên đó Tại quý vị không đi tìm thôi Chứ có, ở đây chúng ta có tới cả mấy trăm Cả ngàn bản nhạc về Phật giáo lận nha yeah. Rồi tiếp tục Wow à. Rồi cảm ơn lời chúc của quý vị <laughs> Anh Phong làm IT ở công ty Mỹ có kiếm được Rinca dễ dàng không? Vấn đề là tùy theo cái công ty của quý vị. Ấn Độ thì có đó. Các công ty lớn của Mỹ ở Silicon Valley họ mướn người Ấn Độ không à? Và sau 2 năm, 3 năm đó thì họ can thiệp cho những người đó có Rinca luôn. Do những công ty quý vị có phải chứng minh được tại sao phải mướn người IT này. Người IT này phụ trách cái khâu nào mà nước Mỹ không có sở di trú sẽ hỏi chuyện đó tại sao ở mỹ có bao nhiêu it không mướn và tốt nghiệp đại học mit đại học kỹ thuật lớn nhất là đứng đầu thế giới luôn lại không mướn thì quý vị ở bên ấn độ người ta mướn thứ nhất là nhìn lên cái giá rẻ đã thứ hai là ấn độ là quốc gia duy nhất trên thế giới có rất nhiều những cái chi nhánh đại học của hoa kỳ tại ấn độ trong đó ngay cả đại học harvard cũng có một cái chi nhánh tại ấn độ luôn Do đó, vấn đề là không phải là Sở di trú không cho, vấn đề là các công ty có muốn hay không và các công ty đó họ lấy gì chứng minh rằng chỉ có cái người này mới duy nhất làm được cái khâu đó thôi. Thì đó là cái cách của các công ty. Do đó quý vị, làm bất cứ ngày gì cũng có thể có được cái quyền green card ở Mỹ nếu như những ngành đó là những ngành cần thiết. Ví dụ, bây giờ nước Mỹ đang cần rất nhiều những kỹ sư về semiconductor. Nhưng mà họ chọn lọc, họ chỉ cho phép những người mà kỹ sư semiconductor thuộc các quốc gia đồng minh. Còn những quốc gia thuộc dạng đối tác hay đối thủ là khó có thể bước chân vào nước Mỹ để mà làm trong ngành semiconductor lắm, bởi vì nó thuộc về an ninh quốc phòng. Bây giờ ngành semiconductor đã được chính thức xác nhận nó là an ninh quốc phòng. Do đó chỉ có những kỹ sư của những quốc gia thuộc đồng minh của Hoa Kỳ thì có thể đến làm việc ở trong và họ sẵn sàng cấp green card cho những người này luôn. Tại vì bây giờ cái ngành ngành đó đang bị thiếu hụt trên toàn cầu. Do đó là Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nhất là bên Đài Loan. Thay vì Trung Quốc offer cái lương cao thì chính bên Mỹ offer lương còn cao hơn để họ qua Mỹ làm việc và cho cái cơ hội gia đình họ được định cư tại Mỹ luôn để đối phó với cái kia, cái cái chuyện mà gọi là Bắc Kinh đang ăn cắp cái kỹ thuật và công thức của semiconductor. Do đó những kỹ sư mà ở những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có thể mướn. Còn nếu không có chung giá trị với Hoa Kỳ thì sẽ bị cái tấm bình phong an ninh quốc gia chặn lại, không mướn nha. Rồi tiếp tục à wow à lướt qua một số những cái uh, có hôm nay có tôi biết là có nhiều à, có nhiều à, dư luận viên vô thì quý vị thấy rồi đó họ vô mà họ nói tầm bậy là họ bị block nha à, ở hoa kỳ ở người hoa ở hoa kỳ có nghiên cứu lịch sử trung hoa không chú và họ nghĩ gì nó no. ở hoa kỳ này quý vị 100 trường đại học 80 trường đại học là có cái chương trình nghiên cứu về văn hóa lịch sử của trung hoa không phải là viện khổng tử nha không phải là viện khổng tử nha do từ những trường đại học đó đó tại vì cái văn hóa của người Trung Hoa văn hóa của Hy Lạp văn hóa của Ai Cập là những cái nét văn hóa cần phải tìm hiểu rất kỹ bởi vì nó có nhiều cái câu chuyện nó có nhiều cái di tích mà người ta vẫn chưa có câu trả lời do đó văn hóa Ai Cập Hy Lạp Trung Hoa đều là nằm ở trong cái cái, cái trường nghiên cứu đó, chứ không riêng gì người Hoa Okay, nhưng mà sau này cộng sản trung quốc đã lợi dụng cái điều này cấy những cái cái viện khổng tử vào trong đó và bây giờ nó đã bị đóng cửa gần hết rồi quý vị nó bị đóng cửa gần hết rồi thì thật sự ở cho đặc biệt là cái nếu mà quý vị học về ngành giải trí đó thì quý vị hai bộ môn của người hoa được đưa vào cho cái giáo trình giảng dạy trong trường thứ nhất là cái nghệ thuật trang điểm cái nghệ thuật trang điểm của bắc kinh nó có một cái nghệ thuật riêng tức là của người hoa ngày xưa họ có một cái nghệ thuật trang điểm riêng rồi à, thứ hai là cái ngành kinh kịch bắc kinh thì à, hai cái ngành này đó nó được đưa vào giảng dạy trong nhiều cái trường dạy về chuyên môn lắm bởi vì nó được xem là cái căn bản để người ta hiểu được về cái cách trang điểm của à, các cái à, à, vùng lãnh thổ khác các cái quốc gia khác và các dân tộc khác thì à, những người nào mà học những ngành này thì họ sẽ biết thì do đó không phải là chỉ có người Hoa ở Mỹ mới nghiên cứu mà ngay cả người Mỹ cũng nghiên cứu nha. Rồi tiếp tục. <laughs> ok. Rồi tiếp tục. À lướt qua những cái những cái đã đọc rồi nha. Đi tu còn quan niệm qua Mỹ tu cho nó sướng thì bỏ tay với mấy thằng này chùa lửa này luôn. Thì tôi nói với quý vị, đây là cái cái cách để mà họ chi phối tức là cộng sản họ biết là cái cộng đồng có một cái lập trường rất rõ ràng do đó họ dùng hai hướng để chi phối và phân hóa người trong cộng đồng thứ nhất là về mà văn nghệ giải trí nghệ thuật họ sử dụng một số những nghệ sĩ làm công cụ cho họ và thứ hai là tôn giáo họ để cho những cái uh, tay tu ở trong nước tức là những tay tu trẻ đó tôi tin rằng là người của đảng cộng sản cấy vào trong phật giáo đó rồi đưa qua mỹ thì họ dùng hai cái này để mà phân hóa cộng đồng người Việt ở hải ngoại nha rồi ạ à, à, wow vụ điều tra covid Trung Quốc chắc chìm xuống luôn anh no ngày hôm nay chính ông Doctor Fauci tuyên bố ông vẫn mở cánh cửa để à, tìm hiểu về xem nó có phải xuất phát từ trong cái phòng nghiên cứu sinh học hay không lát nữa trong bản tin thời sự cuối tuần tôi có cái bản tin này cho quý vị nha rồi à anh phong vừa rồi nghe tin phạm nhật vượng tẩu tán tài sản ra nước ngoài nó tẩu tán từ mười mấy năm nay rồi chứ không phải bây giờ bây giờ quý vị xét trên người phạm nhật vượng ít nhất là năm cái passport của năm quốc gia khác nhau nó đã, nó đã tẩu tán bằng cái cách này cách khác qua nhiều quốc gia rồi và bởi vì Phạm Nhật Vượng là người Bắc Kỳ Cho nên cái đám ngoài Bắc đó quý vị Nó có một cái xu hướng đặc biệt lắm Nó mê túc cầu Cho nên những cái quan chức ở ngoài Bắc đó Hay là những tên đại gia đó Thông thường họ lấy passport là ở những quốc gia Thường đoạt giải túc cầu thế giới Brazil, Argentina vân vân Là nó lấy tại vì những quốc gia này cũng Cái chính sách di dân của họ cũng dễ nữa cho nên những quốc gia mà có cái khuynh hướng là mà đi vào Âu Châu thì khó cho nên họ chọn Trung Mỹ và Nam Mỹ Trung Mỹ và Nam Mỹ hiện nay đang là cái mảnh đất mà gọi là rửa tiền cho các đại gia từ Trung Quốc lẫn phía của Việt Nam các quốc gia như Brazil Honduras rồi Argentina rồi kể cả ở Mexico tất cả những quốc gia này quý vị đang là cái cửa ngõ mà cái đám quan chức tham nhũng và những tên đại gia đỏ đã, đã dùng để chuyển tài sản họ qua. Tại vì chuyển trực tiếp qua Mỹ thì không được, nhưng mà họ chuyển qua một quốc gia thứ ba rồi canh vài năm sau đó tìm cách là di dân qua Mỹ rồi biến tài sản đó thành tài sản hợp pháp tại Mỹ. Thì đây là cách mà các quan chức và đảng viên Đảng Cộng sản đang làm đó quý vị. Nhất là Argentina là cái nơi mà xuất thân của Maradona đó hay là thì đám quan chức cộng sản thích ở những nơi này lắm ít nhất là trong người của một số quan chức và đại gia đỏ quý vị sẽ kiếm được cái passport của Argentina đó quý vị nha rồi tiếp tục wow à, cảm ơn ai đây à, Beatles đóng góp tiền Canada 15 đồng Canada à, cốc coffee support à, good job phòng cảm ơn rất là nhiều à, trường hợp quốc tế hợp tác Việt Nam em trường hợp à, Trường Quốc tế hợp tác Việt Nam, em thấy có chương trình giáo dục giống nước ngoài. Em không biết có nên cho con đi học vào trường quốc tế bị tẩy não hay nó sẽ bị tẩy não tới mức nào? Cứ vị nhớ trường đại học Princeton không? À, cái gì cái uh, cái gì Price đó? à quên rồi. À, cái trường gì đó. Cứ vị khi nó mở tại Việt Nam, điều đầu tiên cộng sản áp dụng là buộc phải giảng dạy chủ nghĩa Marx Lê trong đó à cái trường gì cái gì tôi quên rồi à cái gì price đó. À, thì quý vị nội cái này không <laughs> quý vị đã thấy rõ ràng tất cả những cái trường quốc tế tới việt nam đều phải đi theo cái luật của cộng sản việt nam áp đặt là phải áp dụng cái uh, ít nhất trong đó có những cái tiết mục và uh, bảo đảm bao nhiêu tiết mục mỗi một ngày để mà tẩy não con em quý vị bằng cái chủ thuyết mát lê và chủ thuyết cộng sản à, đó là cái mà tôi biết được và cái kẻ mà đưa cái 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 vấn đề này vào đó lúc mà cái trường đại học đó mở ở tại ở uh, full price trường đại học full price ok thì quý vị người đã đưa cái này cái này vào, vào áp đặt đó chính là bà tôn nữ thiên ninh đó là kẻ đã bắt tất cả các trường đại học và đưa ra cái đề nghị đó trên cái cái quốc hội bù nhìn cộng sản việt nam đó là phải áp đặt giảng dạy chủ thuyết cộng sản và chủ thuyết mát lê trong đó và còn ép đặt ép phải dạng giảng dạy đạo đức hồ chí minh trong đó nữa thì quý vị đó là chương trình tẩy não đó nha rồi tiếp tục à ok nếu nga ok yeah. ok nếu nga chế tạo được tàu ngắn không người lái được một ngàn km bằng nhiên liệu hạt nhân có thể mang đầu đạn nguyên tử sức công phá 100 triệu tấn thì em cứ em cứ dùng chữ nếu đi nếu nga đạt tới mức đó thì hoa kỳ sẽ đạt tới mức nào ok ngồi đó mà mơ nghe mấy cái mấy thằng nga nó tuyên truyền à, đặc biệt là mấy thằng nga à, gì dư luận viên ngày bắc đó nó thần tượng nga nó tuyên truyền đủ thứ hết nha rồi tiếp tục à wow, lướt qua một một số những cái à, à... em thấy thằng à, nhật thảo làm hỏng hết phật giáo việt nam không nó không phải là nhật thảo nó lấy cái biệt danh là thích nhật từ nhưng mà nó tên thật của nó là trần ngọc thảo nha, yeah, ok, thì tôi đã nói với quý vị, chắc làm gây xấu hình ảnh cho Phật giáo là một phần trách à, cái nhiệm vụ của nó và thứ hai là dùng cái cái vị thế của nó ở trong cái cái áo tu này để chửi bới đạo Công giáo và phân hóa tôn giáo tại Việt Nam, đó là nhiệm vụ của tên Trần Ngọc Thảo nha, yeah, tôi đã có cái bài nói chuyện à, đặc biệt ngày hôm nay rồi, nếu quý vị nào chưa xem thì có thể xem cái chương trình đặc biệt mà sáng nay tôi đưa lên, rồi à, Khi nào có thời gian anh Phong nói về 10 đại gia giàu có nhất thời Việt Nam Cộng Hòa còn gọi là vua không ngai. Thứ nhất quý vị, những người mà được xem là đại đại hộ hay là đại phú hào. Chúng tôi dùng chữ là đại phú hào ở miền Nam Việt Nam trước đây. Thì nó có từng giai đoạn. Giai đoạn đầu thì là tứ đại danh hộ. Rồi giai đoạn kế tiếp là tới Bạch Công Tử, rồi tới Chú Quả Rồi tới à, sau này Có ông à, à, tỷ phú Nguyễn Tấn Đời Vân vân, thì Tứ Đại Danh Hộ Tức là à, Ngày xưa người ta gọi là ở Sài Gòn Thì người ta gọi là Nhất Sĩ Nhì Phương Tam sườn Tứ Định Nhất Sĩ tức là Ông nguyễn Sĩ, ông nội của Hoàng hậu Nam Phương Nhì Phương tức là Đỗ Bá Phương à, Tam sườn Bá Hộ Sườn Và Tứ Định là Bá Hộ Định Thì Bá Hộ Định chính là ông cố của Phượng Mai bà xã của tôi là cái người đầu tiên đã đưa xe osmobo automobile uh, vào trong uh, việt nam và ngày xưa người ta gọi đó là xe Huê kỳ thì quý vị uh, nếu mà nói tới truyền thuyết của những đại phú hào của miền nam đó thì rất là nhiều uh, có hôm nào thì tôi sẽ ngồi uh, có một cái chương trình đặc biệt nào đó để tôi kể cho quý vị nghe nha rồi tiếp tục uh tiếng quảng có nhiều âm điệu giống tiếng việt không giống như nghe tiếng nước ngoài à, có lẽ cùng gốc việt anh? tại vì người nói là chúng ta gọi là người quảng đông nhưng thật ra họ nằm trong giống bách việt tôi đã nói với quý vị là từ phía nam sông dương tử trở về đây là giống bách việt và là những cái vùng lãnh thổ đó là của bách việt còn người hán và gọi mình gọi là hoa bắc đó là nằm ở phía bên kia bờ sông dương tử thì hôm rồi anh Phạm Trần Anh cũng đã xác nhận điều này, có điều cái dòng sông nó chạy dài từ Tây Tạng xuống. Thì quý vị, nó chạy từ Tây Tạng xuống cho tới biển Đông đó, thì nó đi qua nhiều cái thành phố, nhiều cái tỉnh thành thì nó mang cái tên khác nhau. Ví dụ người ta gọi nó là Hoàng Hà, rồi tới Dương Tử, rồi tới sông Hoài, rồi cuối cùng ra tới Thượng Hải là sông Hoàng Phố. Thì quý vị, cái dòng sông nó chạy dài từ ở Tây Tạng xuống thì chúng ta là cái tộc mà bách việt nằm ở phía nam sông Dương Tử thì quý vị giống như anh Phạm Trần Anh có nói là cái dòng Hoàng Hà đó Hoàng Hà tức là sông Hoàng đó thì quý vị nó cũng là nằm ở dưới ở dưới cái khúc này do đó nếu mà nói cái âm điệu của Quảng Đông thì nó tương tự như tiếng Việt nó có ba cái âm điệu khác nhau à, tiếng nó gọi là tiếng thòn sán tức là tiếng đường sơn rồi tiếng à, quảng Túng tức là tiếng quảng đông và diệt mảnh tức là tiếng việt thì à, họ có chung cái âm điệu họ có chung cái âm điệu và có những cái chữ nó gần như giống nhau ví dụ như là chữ à, à, tôi nói là chữ chuẩn bị đi tiếng việt mình là chuẩn bị thì tiếng quảng đông nó là chuẩn bị nó chỉ khác cái dấu thôi chuẩn bị thì cái vị, bởi vì họ chung một cái giống bách việt và bị đám người Hán đồng hóa họ. Nha. Yeah. Cái này là phân tích cho quý vị biết. Rồi tiếp tục à Semiconductor bên Việt Nam gọi ngành gì anh Phong? À, nếu mà cái vị gọi là cái ngành sản xuất chất bán dẫn thì đúng. Tức là nó dẫn những cái nguồn điện, những cái nguồn thông tin, những cái mạch điện đó. Nó gọi là cái chất đó thì nó gọi là à, nó rất là nó chịu được cái độ nhiệt rất là cao thì nó gọi là chất bán dẫn nha <laughs> thiền am bên bờ vũ trụ bị đi tù vậy mảnh đất người ta đang ở tính làm sao thì nó tịch thu chứ làm sao mục đích của nó là như vậy mà mục đích nó là sẽ tịch thu tất cả những miếng đất của người những người đó nó lấy danh nghĩa là thu hồi họ sẽ mất trắng tay hết và đây là cái nghề cướp của cộng sản mà cái nghề cướp của cộng sản là nuôi cho mập rồi xong rồi đưa vô tù lấy hết tài sản của người ta đó là nghề của cộng sản mà quý vị rồi tiếp tục à anh phong ơi cho em chuyển xa à, cái gì đây ok rồi à lướt qua à, những cái à... sao anh phong không ra tranh cử người việt mỹ cần nhiều kiến thức chính trị nha tôi có cái thể quý vị coi tôi là có kiến thức chính trị nhưng đáng tiếc đáng tiếc là Lúc mà thân phụ tôi còn sống, ông đã bắt tôi nhiều lần là không được phép tham gia chính trị. Thì tôi có hứa với thân phụ tôi, cho nên tới giờ phút này tôi có thể đưa ý kiến, tôi có thể ủng hộ. Nhưng cá nhân tôi thì không tham chính được. Nha. Yeah. Ok, full turn pride nói là full pride đó. Đúng rồi đó các vị. Ok. À... Wow, lướt qua một số những cái. Ok, cảm ơn người bạn nào nữa đây. Seratus à... đóng góp 50 Mỹ Kim. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, tôi ra lại phần của quý vị. Em là người theo thiên chúa giáo. Thằng tích nhật từ Hà Nội. Em cho nó một bài học. Em, nếu em là người theo đạo. Thì em phải biết cái tinh thần nhân bản của chúng ta. Ok, chúng ta không dùng bạo lực được đối với lại cái tinh thần gọi là người có tu tập và người có đạo. Ok, có điều chúng ta chỉ cần vạch trần những cái tội ác của nó là đủ rồi. Thì giống như bên Phật giáo tụi anh nói là cái nhân và cái quả. Cái nhân và cái quả, cái nghiệp và cái quả. Hôm nay hắn gây nghiệp, hắn đưa hạ những người ở trong ta thiền am vào tù. Thì cái cái nghiệp nó tới rất là nhanh. Người ta gọi tiếng Việt mình gọi là quả báo nhãn tiền. Nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Tin tôi đi quý vị. Tôi là người à, nhìn thấy được những cái quả báo nha. Nó đến rất là nhanh. Nó gọi là quả báo nhãn tiền đó quý vị. nha Rồi tiếp tục. À, vì sao người dân Hoa Kỳ thích phone của Apple hơn Samsung vậy chú? Nó. No. Tôi thấy là ở Samsung bây giờ số bán của họ ở Hoa Kỳ còn hơn Apple đó. Nhưng có điều là Apple có một cái chiến thuật marketing theo kiểu bày đàn của Cộng sản. Tức là lúc mà họ ra mắt một cái sản phẩm nào đó đó, họ tạo một cân sốt cho người ta tới bu đầy cửa tiệm để mua. Trong mấy ngày đầu họ ra mắt sản phẩm, thì Apple sử dụng cái chủ nghĩa bày đàn. Cái chiến thuật marketing bày đàn đó. Còn bên Samsung á, thì thật sự quý vị, tôi thấy người ta dùng nhiều hơn cái số bán của Samsung ở Mỹ nhiều hơn Apple đó nha yeah. rồi à chú Phong có thể nói một ít về Thái Bình Thiên Quốc đừng có cơ hội việc nhà Thanh lập ra một nước mới lấy tên Thiên Chúa Giáo làm căn bản không ạ thật sự quý vị nhóm Thái Bình Thiên Quốc thì à, tới giờ phút này nó vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi nếu đứng về cái chủ nghĩa dân tộc của người Trung người Trung Hoa đó thì họ xem đây là cái và đi theo cái chủ nghĩa hán tộc thì nó, họ muốn lật đổ triều đại mãn thanh và mượn danh nghĩa của à, họ lúc đó họ gọi là à, thiên phụ tức là cha trời đó thì à, mình thấy là họ đi theo cái khuynh hướng của đạo công giáo nếu mà chúng quý vị nhìn vào trong một cái à, cái à, gọi là cái chủ nghĩa dân tộc của hán tộc lúc đó muốn lật đổ triều đại nhà thanh còn nếu quý vị nhìn qua một cái lăng kiến khác <laughs> quý vị giống như là một tôn giáo khác một hệ phái khác à, tôn thờ thượng đế chứ chính thức họ không phải họ dựa trên cái chủ thuyết của công giáo nhưng họ không phải là người công giáo họ có thể ra một cái tôn giáo khác mà dựa trên cái chủ thuyết tôn thờ thượng đế do đó nhóm thái bình thiên quốc thì vẫn nằm trong vòng tranh cãi chẳng qua là vì vì ngày xưa nhóm này có cái lực lượng vũ trang đối kháng với triều đại nhà thanh thì đã được một số người Hán tung hô cho rằng họ là một cái họ là một cái tổ chức yêu nước và lật chống lại cái sự cai trị của triều đại Mãn Thanh. Nhưng mà cuối cùng quý vị, họ vẫn đi theo cái khuynh hướng của quân chủ, tức là nếu họ có lật được nếu họ có lật được thì họ cũng lập lại triều đại quân chủ. Nó khác lắm nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Nhờ anh Phong giải thích thêm, con tôi đã pass qua phần tìm vị trí cho công việc IT hồ sơ luật sư tiếp Nhưng là bao lâu mới có RINCA? No, quý vị, quý vị không hiểu được cái luật di trú Trên quy tắc, quý vị đã được một công ty ở Mỹ nhận vào làm Thì quý vị sẽ có được một cái chiếu kháng 3 năm 2 năm cho tới 3 năm Tùy theo công ty đó, công việc của công ty đó Thì sau 2 năm Thì cái công ty đó, họ sẽ Nếu như mà họ đồng ý tôi nói là nếu như họ đồng ý nha và họ đứng ra bảo trợ thì lúc đó quý vị mới có thể lập thủ tục xin cái quyền thường trú vĩnh viễn ở tại Mỹ tức là gọi là green card thì trong vòng 2 năm đó mỗi một tháng quý vị không ngoại trừ cái tiền thuế quý vị đóng ra thì cứ mỗi một tháng thì cái công ty đó phải viết một cái lá thư recommend tức là một cái lá thư đề nghị với sở di trú và họ sẽ giám sát cái công việc quý vị làm quý vị có tuân thủ luật pháp của hoa kỳ hay không quý vị có làm tốt công việc hay không và bla 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 nhiều lắm rồi họ mới duyệt tới cái hồ sơ chứ không phải là sau mấy năm luật sư nói ô sau 2 năm sẽ có đơn ca no luật sư không khẳng định điều này cái đó là do sĩ quan sở di trú là người quyết định cái hồ sơ của quý vị được hay không được là một chuyện khác còn luật sư nói, ô, đến hãng đó làm rồi 2 năm sau sẽ được green Nó không có automatic. Nó phải được duyệt xét hồ sơ, kể cả những người đầu tư vào nước Mỹ cũng vậy. Những người đầu tư vào nước Mỹ sau 2 năm thì Sở di trú cũng sẽ xét tới cái việc đầu tư của họ có tuân thủ cái luật pháp của Hoa Kỳ hay không và họ có cái cái nói chung là cái hành kiểm của họ ra sao rồi duyệt xét rồi họ mới đánh giá và họ quyết định là có cho phép quý vị được làm thường trú nhân vĩnh viễn hay không. Không một luật sư nào mà dám mở miệng nói 100% cả tôi bảo đảm với quý vị luôn họ sẽ nói theo kiểu hai hàng rồi cuối cùng nếu mà lão bị bác một cái tức là bị bị uh, bị sở di chú từ chối đó thì họ sẽ viện lý do abcd để nộp đơn kháng án lại đục quý vị thêm một số tiền nữa lại đục quý vị thêm một số tiền nữa rồi quý vị rồi cuối cùng quý vị tốn tiền tốn bạc mà cái cuối cùng cái quyết định không phải nằm ở tay luật sư quyết định cuối cùng nằm ở cái uh, cái uh, sĩ quan sở di chú mà sĩ quan sở di chú thì họ sẽ dựa trên tất cả những cái quy tắc họ có để họ giám định rằng người này có khả năng đóng góp cho nước mỹ ở điểm gì và sống hạnh kiểm ra sao đóng thuế như thế nào và cái uh, uh, cái lá thư mà gọi là recommend đó của bên công ty đó đánh giá cái thái độ làm việc ra sao có khuynh hướng uh, kỳ thị có khuynh hướng uh, phân biệt đối xử hay là có khuynh hướng gì hay không hay là có khuynh hướng khủng bố hay không. Họ còn đánh giá nhiều thứ lắm và công ty đó phải viết báo cáo mỗi tháng. Đánh giá về thái độ làm việc của quý vị ở trong cái môi trường làm việc nữa. Chứ không phải là quý vị có được tự nhiên là luật sư nói Các quý vị tên luật sư tin đáng chịu. Không có một tên luật sư nào ở xứ Mỹ này dám bảo đảm 100% cho quý vị cả. Tại vì cái quyết định đó đâu phải luật sư quyết định. Là do sở di trú quyết định thôi. Ok? Rồi tiếp tục à. Wow, à. Mình kêu thẳng tên nó là Trần Nhật à, là Trần à, Trần Ngọc Thảo chứ không phải Trần Nhật Thảo. Nó lấy cái tên là thích Nhật từ, nhưng mà tên của nó là Trần Ngọc Thảo sinh năm 1972 thì phải. Theo tôi biết là như vậy. Nha. Yeah. Rồi à. Ok. Giống Bách Việt nhưng chỉ phải có Lạc Việt, Âu Việt mới là thủy tổ của Việt mà thôi này thôi nó no. Mân Việt luôn Lạc Việt, Mân Việt và à, Âu Việt là những người mà thuộc dân tộc Việt Do đó tôi nói là giống Bách Việt lận Nó nằm ở phía nam bờ sông Dân Tử nha Rồi à Rồi nào, cảm ơn các bạn ok À có lần chú nói Texas là tiểu bang duy nhất có quyền độc lập rút ra khỏi 50 tiểu bang. Vậy tại sao duy nhất là Texas được có quyền đó vậy chú? Thứ nhất là nếu theo cái hiến pháp các cái tiểu bang mà muốn tuyên bố trở thành một quốc gia độc lập tách rời khỏi à, Hoa Kỳ thì họ sẽ phải được sự đồng ý của 2 phần 3 các tiểu bang còn lại. Tức là khoảng 38 tiểu bang. Riêng trường hợp tiểu bang Texas là bởi vì cái trận chiến của ông tướng Santana và ông tướng Houston ngay tại biên giới Texas với mẹ với mẹ Tây Cơ bây giờ. Thì cuộc chiến đó là ông tướng Santana của Mexico đã vây chặt ông tướng Houston. Thì lúc đó ông tướng Houston đã viết lá thư cầu viện với lại Liên bang Hoa Kỳ. Lúc đó chưa có đủ 10, 50 tiểu bang quý vị. nha à, Liên bang Hoa Kỳ. Thì Liên bang Hoa Kỳ đồng ý đưa quân tới tiếp viện với điều kiện là sát nhập tiểu bang, sát à, nhập Texas vào trong Liên bang Hoa Kỳ. Thì lúc đó ông tướng Hilton có đồng ý nhưng mà ông đưa cũng đưa điều kiện là bởi vì cái cái trường hợp của Texas nó riêng biệt cho nên phải điền vào hiến pháp là Texas vẫn có cái quyền tách ra khỏi liên bang. Nếu như cuộc trưng cầu dân ý và đa số dân Texas đồng ý thì họ sẽ tách ra khỏi uh, liên bang Hoa Kỳ mà không cần có sự đồng ý của các cái uh, tiểu bang khác. Do đó cái hiến pháp đã vi, ghi vào như vậy. Và lúc đó thì chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã đưa quân qua để mà hỗ trợ cho ông tướng Hilton đánh bại ông tướng Santana của Mexico. Ok quý vị, rõ ràng chưa? Rồi, à, Thiên Chúa Giáo Việt Nam có bị chi phối, thật sự là đạo công giáo. Quý vị đừng gọi theo cái kiểu của Cộng sản. Đạo công giáo rất là rõ ràng. đạo Tại vì thờ Phượng Thượng Đế thì có nhiều cái hệ phái khác nhau từ đạo công giáo, đạo tinh lành, hồi giáo chính thống giáo do thái giáo anh giáo đều tôn thờ thượng đế thì công giáo là một trong những cái tôn giáo tôn thờ thượng đế và xem đấng jesus là con của thượng đế đó là điều thứ nhất phải gọi đúng danh nghĩa và thứ hai là cộng sản đã chi phối tức là họ đã tiến họ đã buộc một số những vị giám mục tổng giám mục nằm dưới quyền cai trị và quản lý của cái ban tuyên giáo trung ương rất rõ ràng nghe quý vị rồi tiếp tục, à, có một loại giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam hải ngoại rất thành công à, đầm năm 2000 trở đi. Sao bây giờ, à, cái gì đây, Như bị tịch gì anh Phong? No, thời điểm đó không phải là nhạc trẻ của người Việt sáng tác. Thời điểm đó, chúng ta đã có một số ca khúc Anh ngữ và một số ca khúc của à, Hồng Kông và của Á Châu được chuyển dịch lời Việt. Chứ không phải là nhạc do người Việt ở bên đây sáng tác nhạc người Việt bên đây sáng tác không có sáng tác nhạc trẻ ít lắm ít lắm có ông Đức Huy thì ông sáng tác đôi à, một vài bản có cái không khí trẻ còn hầu hết các nhạc sĩ còn lại họ sáng tác theo cái chiều hướng gọi là à, truyền thống nhiều hơn cho nên nếu mà nói nhạc trẻ hải ngoại ăn khách thì được không nhạc trẻ đó là không là của lúc đó chúng ta dịch một một số ca khúc của Mỹ một số ca khúc của Hồng Kông qua lời Mỹ và lời Việt. Do đó quý vị, thời điểm đó là tôi nhớ là cái thời điểm của Tommy Ngô, Linda Trang Đài, Ý Nhi, Kenny Thái. Những người này hát những cái dòng nhạc đó. Nhưng mà sau này thì họ nó đã đi qua cái giai đoạn đó rồi. nha Chứ không phải là do phía hải ngoại xã, sáng tác. Rồi tiếp tục. À, wow. À, anh nghĩ gì về võ sĩ Cung Lê? Anh ta có thành công ở Mỹ không? Theo tôi biết thì Cung Lê thành công về cái về cái cái mà cái cái, cái lĩnh vực giải trí, tức là nhờ cái khả năng về võ thuật thì Cung Lê đã có được những cái vai diễn ở trong một số những cái ngành giải trí. Tuy nhiên về mặt mà chuyên môn của ảnh vẫn là một võ sư, thì tôi vẫn chưa thấy những cái trận đấu thường của ảnh dường như bây giờ anh tập trung vào đi đóng phim nhiều hơn là đi đấu đài cho nên tôi cũng không biết nữa nha yeah. à. ok à, tiếp tục wow à. vì sao việt nam không thấy dt là gì vậy dt tôi cũng không biết là cái gì hết nha ok à, đài loan kỹ thuật giỏi có chất à, sản xuất điện tử đúng không anh họ nắm về cái công thức sản xuất chất bán dẫn tức là semiconductor thì công ty TSMC của Đài Loan và công ty Foxconn của Đài Loan là hai công ty sản xuất về chất bán dẫn lớn nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên nếu mà nói về kỹ thuật thì Đài Loan đang làm chủ một số những công ty được xem là chiếm lĩnh cái thị trường trên toàn cầu. Trong đó thì quý vị nhìn thấy là cái công ty Asus tức là công ty sản xuất cái cái motherboard ở trong cái máy computer của quý vị à, hay là công ty Kingston, Kingston là công ty sản xuất về mấy cái con uh, chip về memory về uh, mấy cái uh, cái cái thẻ mà quý vị bỏ vô máy chụp hình hay là uh, mấy cái hạt truy đó quý vị thì đó là của Đài Loan, họ làm chủ một số những cái công ty đứng đầu thế giới nha. Rồi tiếp tục. À Cộng sản không nuôi Thiền Am ngày nào đâu mà họ nuôi cho Mập Anh Phong. Tôi nói là cái kỹ thuật của Cộng sản. Còn Thiền Am, nó để cho Thiền Am tự sống, tự mập xong rồi là nó 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 để cho sinh hoạt, là gọi là tự nuôi đó. Đến lúc mập lên thì nó làm thịt. Cũng giống như những ông chủ ở, những ông Việt Kiều ở bên ngoài về. Cộng sản có nuôi đâu. Nhưng mà nó đợi cho ăn nên làm ra mập mạp rồi thì nó làm thịt. Thì mới gọi là nuôi cho mập là như vậy đó. Nuôi cho mập không có nghĩa là nó nuôi mà nó nó mắt nhắm mắt mở cho kiếm ăn. Xong rồi tới một giây phút nào đó nó thấy là đủ tài sản cho nó ập rồi thì nó ập vô nó ập thôi và nó tịch thu thôi. Đó là cái cách của cộng sản là như vậy nha. Yeah. Rồi à Người Mãn tanh ngày xưa có nguồn gốc từ mảnh đất Bắc Hàn phải không? Nó. No. thật sự thì họ có một cái khu vực ở ở cái khu vực mà họ sinh sống đó thì nó gần với Bắc Hàn. Còn vấn đề mà họ có À, một số những cái liên cái liên hệ trong quá khứ với lại cái dòng lịch sử của Bắc Hàn hay không tôi không biết, hay là Đại Hàn hay không tôi không biết. Nhưng mà họ cái vùng đất họ sống là nằm ở khu vực phía à, đông bắc của Trung Quốc. Phía đông bắc, tức là gần ở khu vực của lãnh thổ Đại Hàn và bây giờ chúng ta chia ra Bắc Hàn, Nam Hàn đó nha. Rồi tiếp tục à cảm ơn Phan Văn à, và cảm ơn Phan Văn rất là nhiều nha. Nam Lộc sáng tác rất là hay. Nhưng đáng tiếc con người của ông ta chưa chắc đã tốt. Do đó, em có quyền mê sáng tác của Nam Lộc. Thì cũng giống như nhiều người thích Trịnh Công Sơn. Tôi cũng thích Trịnh Công Sơn vậy. Nhưng mà tôi không ưa con người Trịnh Công Sơn. Bởi vì con người đó con người phản phúc. Còn Nam Lộc thì là một người nhạc sĩ có được một số ca khúc. Nhưng mà rồi thì ông ta sử dụng cái quy thế này để mà lừa gạt đồng bào trong mấy chục năm sống bằng nghề quyên tiền thiên hạ. Ok, hai cái khác nhau. Rồi tiếp tục. À... Anh Phong cho biết kênh chị Mai thường phát theo thời gian nào. Lúc trước tôi làm livestream á thì là 246 từ 8 giờ rưỡi tối 8 giờ tối giờ California. Nhưng bây giờ cái channel của Phượng Mai đã chuyển qua một cái chiến lược khác là không có làm livestream nữa mà chúng tôi sẽ sản xuất các nội dung. Do đó là khi mỗi một tuần như vậy thì tôi có một số nội dung up lên. Thì khi lên thì chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết. Và ngay cả quý vị nếu có ghi danh bên channel của Phượng Mai thì khi Phượng Mai up lên đó, thì nó sẽ có cái chuông báo cho quý vị biết nha. Tại vì lúc trước chúng tôi làm livestream thì theo cái giờ cố định. Tức là mỗi một buổi tối từ thứ hai, à, thứ hai, thứ tư, thứ tư, thứ sáu là họ làm livestream trực tiếp cho nên nó có giờ cố định. Còn bây giờ thì chúng tôi làm theo cái lối sản xuất. Sản xuất tới đâu thì ấp tới đó nha. Rồi tiếp tục. Wow. À. Đọc bài viết của anh mấy năm trước về việc uh, uh, Trần Nhật Duật tham nhũng. Em cảm thấy bất ngờ. nó. Danh tướng Trần Nhật Duật không hề tham nhũng. Người mà tôi nói tham nhũng là thần tượng của tôi luôn đó. Là danh tướng Trần Khánh Dư cuối đời ông đã bị đuổi qua khỏi hoàng tộc một lần nữa vì tội tham nhũng. Nhưng mà tôi biết, nói là câu chuyện tham nhũng, thật sự ông không có tham nhũng. Mà do những người lính dưới quyền của ông. Tại vì có một giai đoạn Trần Khánh Dư đã bị đuổi khỏi hoàng tộc vì có mối mối tình ở trong cái cái hoàng thất. Và ông đã bị đuổi ra và phải đi bán thang. Thì trong cái thời gian ông đi bán thang đó, ông đã giao du với tất cả những uh, uh, những cái uh, những cái người mà sống uh, gọi là ngoài vòng dương pháp tức là những người mà bây giờ quý vị gọi là dân dân hồ đó. Okay. thì đến lúc mà khi mà chúng ta bị uh, quân nguyên xâm lược tức là triều đình mông cổ đưa quân xâm lược thì uh, trần hưng đạo đã cho mời ông trần khánh dư về thì lúc đó tướng trần khánh dư đã quay trở về và ông lôi theo một đám hảo thủ tức là những người đã từng giao du với ông theo ông đi đánh trận trong đó có người việt trong đó có người chăm ba và trong đó có người hán thì những người này sau khi mà theo ông và lập được những chiến tích lần lẫy thì họ cũng được phong quan họ cũng được làm quan và cuối cùng họ tham nhũng và ông là người đứng ra lãnh hết tất cả trách nhiệm cho nên cuối đời của tướng trần khánh dư đã bị đuổi khỏi hoạt động lần thứ hai vì tội tham nhũng nhưng mà thật sự ông không phải tham nhũng mà người tham nhũng là những uh, em út đàn em lính tráng của ông thôi thì cái vị trong nhà trần thì tướng trần khánh dư là một trong những vị tướng đại tài nhưng mà cái cuộc đời của ông thì nó thăng trầm nhiều lắm chứ không phải là trần nhật duật nha khác nhau chỗ này rồi tiếp tục à, trong tiểu thuyết của kim dung có dân tộc khiết đan khiết đan có thật công anh dạ khiết đan là cái dân tộc bây giờ chúng ta gọi là người nội mông tức là cái lạnh vùng lãnh thổ của họ nằm giữa Trung Hoa và Mông Cổ Nằm giữa Trung Hoa và Mông Cổ Thì có hai dân tộc nằm đó Là người Khiết Đan Và thứ hai là người Kim Thì hai cái dân tộc này là nằm Sát cái biên giới của Bây giờ mà Trung Quốc gọi chung là Nội Mông đó quý vị Nhưng mà ngày xưa nó là vùng lãnh thổ Của người Khiết Đan và vùng lãnh thổ của người Kim Thì ông Kim Dung Ông viết theo cái tinh thần Hán tộc Bởi vì ông là người Hán cho nên đó là ổng có chủ trương bài ngoại khá nhiều. Ổng vinh danh cái hán tộc nhiều lắm. Tại vì bản chất ổng là người hán mà. Thì tôi gọi là cái chuyện của Kim Dung thì tôi đã có phân tích cách đây mấy năm rồi nha. Rồi tiếp tục. À, Cộng sản đợi Thiền Am xây nhà xong là nó tịch thu đất và nhà của Thiền Am đó anh Phong. Thì tôi đã nói quý vị. Cái cái sự cai trị của Cộng sản chủ yếu là như vậy. Do đó tại sao nó viết vào trong cái hiến pháp. Đất đai của toàn dân nhà nước quản lý đảng lãnh đạo là để làm cái công cụ nó cướp từ thế hệ này qua thế hệ khác đó quý vị đâu có làm chủ miếng đất của mình quý vị chỉ làm chủ cái quyền sử dụng miếng đất thôi và đây là cái nó cố tình đề vào hiến pháp để nó cướp từ thế hệ này qua thế hệ khác đó nha rồi tiếp tục à wow à ok Người Việt Nam gọi là A Di Đà Phật, người Quảng Đông gọi là A Di Phổ Phò à, Ok, hồi xưa coi phim đảo thắng thiên nghe giọng giống giống tiếng Việt thì tôi nói quý vị, tại vì phim đó là do người Hồng Kông sản xuất mà người Hồng Kông thì nói tiếng Quảng Đông, tức là cái tiếng Cantonese. Thì quý vị thấy chữ Cantonese là quý vị đã biết là họ không đúng, họ không giống như là người Hán rồi. Dùng chữ Canton, người Quảng Đông. Ok, là bởi vì tất cả những cái dân tộc sống phía nam của dòng sông Dương Tử đều thuộc giống Bách Việt. Thì người ta nói là thì ba cái ngôn ngữ nó có cùng âm điệu là tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Đường Sơn. Nó gọi là thòn sán. Thì tiếng thòn sán thì nó tương tự giống như tiếng Quảng Đông. Nó nhẹ hơn thôi nha. Rồi tiếp theo, À... Ok. Anh lấy tư cách nào để phê phán chú Nam Lộc? Tôi có quyền phê phán và ông ta có quyền phản biện. Tôi chẳng cần lấy tư cách nào cả, bởi vì tôi là người chứng kiến những cái trò nhạc bất quần của ông Nam Lộc. Đơn giản thôi, còn quý vị muốn thì có thể mở diễn đàn ra để mà biện minh cho Nam Lộc hoặc kêu chính Nam Lộc tự mở diễn đàn biện minh cho bản thân của mình nha. Ok. Rồi tiếp tục. À Wow à nên hướng và tới giới trẻ một chút xíu chứ em thấy nhiều đứa trẻ Việt Nam mới qua đây coi mấy cái tàu lao ở Việt Nam quá tôi đang cố gắng tôi đang thúc đẩy một số những anh em nhạc sĩ bên đây thay vì họ viết theo cái kiểu gọi là khó khăn ở trong cái lĩnh vực nhạc nốt cao nốt thấp nốt cao nốt thấp để mà cho thấy rằng cái khả năng viết nhạc họ cao thì tôi có khuyên họ là viết một số tại vì à, viết theo cái kiểu gọi là nhẹ nhàng cho mọi người dễ hát tức là những cái nốt ngang 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 vậy nè để mà có thể approach với lại với giới trẻ được. Tại vì giới trẻ những cái nốt đó nó khó hát lắm, cho nên nó không có quan tâm nhiều. Nhưng mà mình viết cái dòng nhạc nó dễ hát hơn và dễ viết hơn thì nó sẽ tạo được cái sự gần gũi với giới trẻ hơn. Thì hôm qua hôm kia tôi gặp, tôi có gặp nhạc sĩ Phú Quang. Rồi trước đó tôi có nói chuyện với chị Thanh Lan, tôi nói chuyện với một số nhạc sĩ thì tôi có nói rằng là muốn gần gũi với giới trẻ hơn thì phải hiểu được văn hóa của họ và nên à, nên hiểu được văn hóa của họ và viết những ca khúc riêng cho cái văn hóa của giới trẻ bây giờ thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều nhạc sĩ sẽ viết và hôm trước tôi có gặp nhạc sĩ phú quang thì à, hy vọng là phú quang cũng sẽ viết được những cái dòng nhạc này à, và trần Chí phúc quỳnh công ánh tôi cũng nói giai đoạn này là giai đoạn tôi chưa cần tới những cái nhạc đấu tranh của anh nhiều giai đoạn này tôi cần cho giới trẻ họ biết được cái nhạc cái dòng nhạc của tôi anh do đó viết nhẹ lại một chút, viết đơn giản một chút, dễ hát thì à, dễ dàng à, à, có thể à, approach với, với giới trẻ hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại với tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Cảm ơn quý vị đã đóng góp cái à, ý kiến của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.